Bản tin Vancouver, quản lý khách sạn Belmont ngăn một đám đông vào quán bar. Vancouver, khi các quán bar, câu lạc bộ, khách sạn và nhà hàng trong tỉnh đang điều chỉnh mô hình kinh doanh của họ để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, một công nhân tại khách sạn Belmont, Vancouver cho biết ông mong muốn khách hàng sẽ ủng hộ các quy tắc và quy định hơn. Don Falconer, tổng giám đốc thực phẩm và đồ uống, cho biết ông làm việc tại khách sạn và hộp đêm vào khoảng 11 giờ đêm thứ Bảy ngày 8 tháng 8 khi một chiếc xe buýt chở đám người đi party kéo đến. Ông Falconer đã gọi tất cả những người quản lý họp mặt lại với nhau và căn dặn với họ là nếu có hơn 6 người xuống xe buýt đó thì sẽ không cho bất kỳ ai trong số người đó vào. Falconer kể lại với News 1130 và hỡi ôi, một đám từ 20 đến 25 người đổ xuống xe buýt. Họ bước đến và định đi vào trong khách sạn. Khi chúng tôi nói họ không được vào, giống như thể lần đầu tiên có người báo cho họ biết là một đại dịch toàn cầu đang diễn ra. Cả nhóm họ hỏi tại sao họ lại bị từ chối và tỏ vẻ rất tức giận và sốc. Chúng tôi chỉ nói vì đại dịch toàn cầu đang diễn ra và có những quy tắc phải tuân theo. Rõ ràng là các bạn không theo dõi thông tin cho nên các bạn sẽ không được vào. Cuối cùng, cả nhóm hỏi có tiệm bán rượu nào gần nhất ở đó không và nhân viên khách sạn đã chỉ cho họ. Falconer cho biết đây không phải là lần đầu tiên một nhóm đông bị từ chối. Ông nói thêm rằng trước đây đã từng có nhóm từ 12 đến 15 người cố gắng vào bar rượu trong khách sạn để mở tiệc nhậu. Ông giải thích họ không hài lòng khi nhóm của họ bị chia thành hai hoặc ba bàn ngồi riêng và không được qua lại hay đổi chỗ lẫn lộn với nhau khi đã vào trong. Tôi nghĩ mọi người chỉ cần hiểu rằng nên cùng tuân thủ điều này. Mọi nhà điều hành quán bar và nhà hàng đang làm việc thực sự nghiêm chỉnh để giữ sự an toàn cho nhân viên và cho khách hàng. Chúng tôi phải vận hành công việc kinh doanh theo một cách nào đó, vừa đúng quy luật vừa có lợi nhuận. Khó khăn thách thức lớn nhất mà chúng tôi gặp phải là những khách hàng uống rượu nhiều đến say. Lúc đó họ khó có thể tự kiểm soát để tuân thủ đúng các quy định an toàn sức khỏe. Kể từ sau đại dịch, Falconer giải thích mô hình kinh doanh của Hotel Belmont đã thay đổi để chống lại các tác động của siêu vi. Ông nói chúng tôi là phải thay đổi, tập trung vào việc trở thành một quán bar thể thao cho khách, vừa ăn uống vừa theo dõi các trận đấu của các đội Canucks, Raptors, Blue Jays, v.v. Các chậu hoa treo trang trí một quán ăn ở South Surrey bị trộm lần thứ ba trong mùa hè này. Surrey, tại sao ai lại đi ăn trộm các chậu hoa kiển có đáng giá là bao? Đó là câu hỏi mà chủ một nhà hàng do gia đình tự quản đang phải vật lộn vì đại dịch đặt ra sau khi những chậu hoa kiển trên lan can sân của họ bị trộm lần thứ ba trong mùa hè này, khiến họ bị sốc và thất vọng. Hasib Sawari, chủ nhân của Afghanistan Kitchen South Surrey, kể với News 1130, tôi không chắc liệu họ, kẻ trộm, có nghĩ rằng những loại cây này là bí quyết, là nguyên liệu bí mật của chúng tôi, khiến cho thức ăn của chúng tôi ngon không mà họ đến trộm, hay là có lý do nào khác để họ làm như vậy đối với một doanh nghiệp nhỏ. Vụ trộm đầu tiên xảy ra vào đầu mùa hè, khi nhà hàng vẫn đang đóng cửa vì đại dịch. Sawari kể, chúng tôi bắt đầu trồng vì ngừng hoạt động. Vì vậy, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm ra loại cây phù hợp, màu sắc, sự kết hợp. Sau đó vài tuần, chúng tôi quay lại vào ngày hôm sau và tất cả các chậu cây đã biến mất. Camera an ninh bên trong nhà hàng cho thấy một chiếc xe hơi chạy đến dừng trước tiệm và một phụ nữ bước ra để bê các chậu cây chất lên xe. Nhà hàng đã quyết định thay thế các chậu cây có cài thêm miếng giấy ghi xin vui lòng đừng lấy các chậu hoa này
vì nhà hàng nhỏ của chúng tôi đang trải qua thời kỳ khó khăn vì đại dịch. Nhưng Sawari nói vậy mà khi những cây mới phát triển mạnh, chúng cũng bị trộm lấy mất. Nhà hàng sau đó đã lắp đặt camera bên ngoài trước khi trồng lại cây thay thế, cùng thứ đã bị đánh cắp vào cuối tuần trước. Đoạn phim từ camera bên ngoài mới cho thấy hai người lái chiếc sedan màu xanh lam. Sau đó, nữ tài xế bước ra ngoài, kéo hai cây nhiều màu sắc ra khỏi đất và đặt chúng vào băng ghế sau trước khi quay lại để nhổ thêm hai cây nữa. Sawari cho biết thêm là các vụ trộm đó là do cùng một người. Nhìn thấy điều gì đó như vậy xảy ra khiến cho tôi tự hỏi liệu mình có đang bị nhắm mục tiêu hay không. Rõ ràng là loại hành vi này không được dung thứ và thật đáng thất vọng khi thấy mọi người thực sự dành thời gian vào nửa đêm để lái xe và ăn trộm cây trồng không đáng giá bao nhiêu. Thông điệp của Sawari với những kẻ trộm cây: nếu bạn muốn có những cây này, tôi sẽ mua chúng cho bạn và thậm chí trồng dùng cho bạn. Sawari nói họ có thể không nghĩ rằng việc ăn trộm cây thực sự có thể gây ra một số ảnh hưởng đối với con người, nhưng nó có tác dụng, thời gian và cảm xúc đi cùng với nó. Điều đó khá căng thẳng đối với chúng tôi. Mặc dù liên tiếp bị trộm nhiều lần, Sawari cho biết ông đã trồng cây mới, mọi người đi ngang qua, nhìn những bông hoa đó và nó khiến họ mỉm cười. Sawari cho biết ông đã báo cáo các vụ trộm với cảnh sát RCMP Surrey. Bãi biển Sunset của Vancouver đóng và cấm bơi vì nhiễm vi khuẩn E. coli. Bãi biển Sunset ở trung tâm thành phố Vancouver đã bị đóng cửa cho hoạt động bơi lội vì lượng E. coli cao. Các bãi biển bơi lội ở Metro Vancouver có thể buộc phải đóng cửa khi mức E. coli vượt quá 400 trên 100ml. Theo Vancouver Coastal Health, lúc 3 giờ chiều vào ngày thứ Sáu 7 tháng 8, lượng mức E. coli đạt 1.375 trên 100ml. Để so sánh, nước ở Kitsilano Point được kiểm tra và 63 trên 100ml vào cùng thời điểm hôm đó. Bãi biển Snorkel trên đảo Bowen đã đóng cửa từ đầu tháng 6. Cơ quan y tế cho biết số lượng E. coli cao có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa và nhiễm trùng da hoặc mắt. Người cao niên, trẻ em và những người có hệ thống miễn dịch bị tổn hại là những người dễ mắc bệnh nhất. Các bãi biển ở Metro Vancouver thường xuyên bị đóng cửa do vi khuẩn E. coli vào mùa hè. Vancouver Coastal Health cho biết các bồn tự hoại, septic tank chứa phân người chôn dưới mặt đất bị rò rỉ, nước thải từ tàu thuyền và nước mưa rút không kịp chảy tràn sau cơn mưa lớn là những nguyên nhân chính gây ra. Hầu hết các bãi biển đều được kiểm tra mỗi tuần để đo lượng E. coli.